Xin chào anh em, thì trong video hôm nay thì mình sẽ giới thiệu anh em một cái chiếc tai nghe in-ear dành cho game thủ. Đây là cái TriFX đến từ nhà sản xuất phụ kiện chơi game hàng đầu của Tây Ban Nha là Ozone Gaming. Và chiếc tai nghe này thì vừa được Ozone Gaming bán lại tại thị trường Việt Nam với cái mức giá vào khoảng 990.000, một mức giá khá là dễ chịu. Và với cái mức giá này thì chúng ta có cái gì? Thì đây là toàn bộ các cái sản phẩm trong cái hộp mình đã lấy ra ngoài rồi. Thì đây chúng ta có tai nghe và hai cặp earpad để chúng ta có thể thay đổi theo kích thước tai. Đây là một cái jack chuyển đổi, thì với cái tai nghe này chúng ta có thể chuyển từ một cái đầu 3.5 sang ra hai đầu, một đầu mic và một đầu âm thanh, và gắn vào máy tính thông thường. Và một cái hộp để đựng tai nghe có thiết kế khá là đẹp và khá là bền bỉ, tông màu đỏ đen theo thiết kế của Ozone Gaming. Và đây là hai cái cặp filter. Đây là một chiếc tai nghe rất là đặc biệt bởi vì nó cho phép chúng ta thay đổi được cái filter, tức là cái EQ phía sau này, để có thể tăng cường cái chất âm cho một cái dải âm thanh nào đó. Thì lát nữa mình sẽ nói chi tiết hơn về cái tính năng này. Bây giờ mình sẽ giới thiệu qua cái tai nghe Ozone Gaming TriFX. Ozone Gaming TriFX là một cái chiếc tai nghe in-ear dành cho game thủ, do đó nó cũng có một cái thiết kế rất là đặc trưng, và nó sẽ nằm cùng phân khúc với những cái chiếc tai nghe mà chúng ta đã thấy trên thị trường, chẳng hạn như là Razer Hammerhead hay là Semtone Big Pro hay Resona, cả những cái chiếc chẳng hạn như là Rokas Live. Thì cái mức giá của chiếc tai nghe này là dưới 1 triệu, và mình cảm thấy rằng là cái chất liệu hoàn thiện của nó khá là tốt. Thì ở đây anh em có thể thấy là phần bọc ngoài tai nghe, phần vỏ tai nghe thì được làm bằng kim loại, làm bằng kim loại rất là đẹp, và màu thì nó cũng hơi bê đê tí, nhưng mà đỏ đen là cái tông màu của game thủ. Thiết kế thì này dạng thiết kế dạng giống như một cái vỏ viên đạn vậy. Và phần vỏ này thì được xử lý dạng anodize, nó sẽ mang lại cái cảm giác về độ bền và chất lượng cao hơn so với cái kiểu vỏ bằng nhựa hay là vỏ mà xử lý thô thông thường. Ở đây thì tai nghe TriFX nó cũng có thêm một cái vòng để mà giảm cái sức căng, gọi là strain relief. Thì cái vòng này sẽ giúp cho cái tai nghe này nó giảm bớt lực căng khi mà chúng ta qua quá trình sử dụng để chống đứt dây. Và phía sau này là cái filter. Đó. Phần dây thì là nó có cái dây có cái độ dài tiêu chuẩn là 1.2 m, và dây dẹp chống rối hai màu đỏ đen. Một cái chiếc tai nghe in-ear và dùng cho cả điện thoại di động lẫn máy tính, cho nên là chúng ta sẽ có cái mic ở trên cái phần tai bên phải. Đó là cái mic thì được bọc ở ngoài bằng nhựa đây, và hai đầu thì có cao su để chống đứt gãy. Và ở trên mic thì có cái nút bấm để nhận cuộc gọi và có chức năng là push to talk, tức là nhấn để nói. Thì cái mic này chúng ta có thể dùng để mà nhận cuộc gọi trên điện thoại, bấm play pause khi chơi nhạc. Và trên máy tính thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái mic này để mà gọi video via Skype, hay là chẳng hạn như là qua những cái dịch vụ gọi khi chúng ta chơi game như Alo Alo của Liên Minh điện thoại. Và đây là cái đầu 3.5. Thì cái thiết kế là jack hình chữ L, do đó khi chúng ta gắn vào thiết bị di động thì chúng ta sẽ tai nghe sẽ giảm thiểu được cái nguy cơ mà bị gãy cái đầu này. Đó, bởi vì thói quen chúng ta khi chúng ta sử dụng, chúng ta cắm thẳng cái tai nghe vào và chúng ta đút vào túi và chúng ta ngồi xuống, thì chẳng hạn như khi chạy xe máy thì nó sẽ dễ dàng bị cong, bị gãy cái đầu này. Thì jack chữ L thì nó sẽ giảm thiểu tình trạng đó. Và cái jack này là cái jack TRRS, tức là nó có 4 cái pin và nó có thể tương thích với hầu hết các loại điện thoại cũng như là máy tính có cái cổng âm thanh 2-in-1 combo. Đó là về cái tổng quan của cái chiếc tai nghe này. Thì về chất âm thì cái chiếc tai nghe này ở trong có một cái driver 9 ly hai bên, driver 9 ly. Sẽ lột cái này ra cho anh em xem. Chúng ta hoàn toàn có thể tháo hai cái đầu filter này ra là vẫn có thể nghe được bình thường. Cái filter này chỉ có tính năng là giúp cho cái tai nghe nó được cải thiện với một số cái dải âm khác nhau thôi. Thì đây trong này đã có hai cái driver 9 ly và cái trở kháng của nó là khoảng 16 ohm. Cái độ nhạy là khoảng 95 dB trên mW. Do đó thì cái và đặc biệt là cái tần số đáp ứng của nó thì vào khoảng là từ 10 Hz cho tới 20.000 Hz, cho đó là cái nó có thể bao quát khá là rộng các cái dải âm. Và mình cũng trải nghiệm sơ qua cái tai nghe này thì cái tiếng bass của nó rất là tốt, bass rất là chắc. Và đây cũng là một cái đặc điểm đặc trưng của những cái chiếc tai nghe in-ear dành cho game thủ, bởi vì game thủ thì thường thích những cái âm thanh nó công kích và nó hấp dẫn hơn, thì thành ra những cái tai nghe dành cho game thủ thì thường thiên về bass. Và để nhưng mà không chỉ dành cho game thủ,
khi chúng ta chơi game mà chúng ta có thể dùng cái tai nghe để nghe nhạc và để cải thiện một số cái giải âm của nó, thì Ozone Gaming có tặng kèm những cái bộ filter như thế này. Thì ở đây chúng ta có 3 bộ. Cái màu đỏ này là Ultra Bass. Cái này là Pure Mix màu xám. Tức là nó sẽ làm cho cái giải mix nó trong trẻo hơn. Và cái màu đen này là cái High Pitch, tức là dành cho cái giải trap. Thì tùy theo cái nhu cầu nghe nhạc của anh em, cũng như là cái nội dung, như hạn như phim, ảnh hay là game, mà chúng ta sẽ có thể gắn những cái đầu filter này vào, cái EQ này vào, để mà tăng cường cái giải âm đó. Chẳng hạn như mình thường nghe nhạc EDM và mình cũng thường chơi game trên máy tính, thì mình thường dùng cái đầu Ultra Bass này để tăng cường cái giải bass, cũng như là nó sẽ cải thiện phần nào đó cái giải mid của cái tai nghe này, bởi vì cái tai nghe này thì có cái giải mid nó hơi thọt một tí. Và nếu như chúng ta nghe nhạc, như mình nghe nhạc buổi tối thì mình nghe nhạc thính phòng có nhạc cụ, thì mình cũng gắn cái giải high pitch này vào để mà nghe cái tiếng nhạc cụ nó rõ ràng hơn. Đó là những cái trải nghiệm của mình với cái Ozone Tri-FX này. Rất là thú vị với một cái tai nghe đến từ Tây Ban Nha. Rồi xin cảm ơn anh em đã xem video.